Truyền thông Thái Lan ngày 17 tháng 7 dẫn lời cảnh sát nước này cho biết nghi phạm Serin Chong, 56 tuổi, quốc tịch Mỹ, ra tay đầu độc vì nợ nạn nhân khoản tiền khoảng 7,5 tỷ đồng tiền góp vốn xây bệnh viện tại Nhật Bản. Thiếu tướng Nopasin Ponsawat, phó tư lệnh Cục Cảnh sát Bangkok cho biết, 6 thi thể được tìm thấy trong phòng 502 của khách sạn hạng sang Grand Hyatt Erawan ngay trung tâm Bangkok. Theo lời khai, bà Sedin trông đã ở phòng 502 một mình và có một nhân viên mang đồ ăn đồ uống đến cho bà. Các nhân viên khách sạn xác nhận đồ ăn đã được yêu cầu cất đi và bà Sedin trông nhờ nhân viên pha trà. Tuy nhiên ngay sau đó, người phụ nữ này nói rằng bà sẽ tự làm và muốn ở lại trong phòng một mình. Sau khi kiểm tra camera an ninh, thấy có 5 người khác vào phòng kể từ thời điểm 14 giờ 17 phút ngày 16 tháng 7 không phát hiện ai đi ra ngoài hoặc là vào phòng nữa. Cảnh sát cũng thông tin thêm, bà Nguyễn Thị Phương Lan 47 tuổi và ông Phạm Hồng Thanh 49 tuổi là vợ chồng, họ bị bà Serin Chong thuyết phục đầu tư. Bà Serin Chong chỉ đóng vai trò là người môi giới. Hai vợ chồng đã đưa số tiền này cho nghi phạm rồi sau đó liên tục đòi lại số tiền này. Họ hẹn nhau giải quyết việc tại Nhật nhưng vì vướng vấn đề visa nên đã quyết định gặp ở Thái Lan. Theo điều tra ban đầu, hai vợ chồng làm nghề xây dựng, bà Serin Chong đứng ra làm môi giới để đầu tư xây dựng một bệnh viện tại Nhật Bản. Thiếu tướng Nopasin cho biết, sau khi kiểm tra cả 8 chiếc vali của các nạn nhân, không phát hiện vật dụng trái phép. Nhưng trong túi của bà Sedin Trong có tìm thấy hồ sơ kiện tụng đất đai từ năm 2022. Phía cảnh sát cũng cho biết, qua khám nghiệm tử thi, chất độc mà nghi phạm Sedin Trong sử dụng để đầu độc 5 người có đặc tính sẽ ăn nùa. Bà Sedin Trong sau đó cũng quên sinh bằng thuốc độc. Hiện cảnh sát đang điều tra nguồn gốc của loại chất độc này. Bốn nạn nhân mang quốc tịch Việt Nam gồm Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi, Phạm Thanh Hồng, 49 tuổi, Nguyễn Thị Phương, 46 tuổi, Trần Đình Phú, 37 tuổi. Hai nạn nhân mang quốc tịch Mỹ gồm Sê Đinh Trông, 56 tuổi và Đặng Văn Hồng, 55 tuổi. Hiện cảnh sát Thái Lan vẫn đang nhanh chóng tiến hành điều tra để vụ việc được sáng tỏ. Ngày 18 tháng 7, trả lời câu hỏi của phóng viên về nhóm 4 công dân Việt Nam tử vong tại Thái Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói, liên quan đến vụ việc này, Bộ Ngoại giao vẫn thường xuyên cập nhật thông tin. Như thông tin được Bộ Ngoại giao công bố trước đó, các cơ quan chức năng Thái Lan xác định 4 trong 6 người tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Edawan tại Bangkok vào tối ngày 16 tháng 7 là công dân Việt Nam ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có công điện chỉ đạo bộ ngoại giao phối hợp chặt chẽ với phía thái lan điều tra làm rõ vụ việc thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân việt nam thủ tướng cũng yêu cầu bộ công an phối hợp điều tra theo đề nghị của phía thái lan nhằm sớm xác định nhân thân của các nạn nhân bên cạnh đó thủ tướng phạm minh chính cũng đề nghị đại sứ quán việt nam tại thái lan theo sát vụ việc kịp thời báo cáo diễn biến điều tra triển khai công tác bảo hộ công dân thăm hỏi hướng dẫn hỗ trợ người thân nạn nhân các thủ tục liên quan về hậu sự theo quy định thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ ngoại giao đã cung cấp thông tin vụ việc cho các quan chức của bộ công an để triển khai các biện pháp nghiệp vụ ngoài ra đại sứ quán việt nam tại thái lan đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của thái lan để cập nhật tình hình hỗ trợ công tác điều tra và đề nghị cảnh sát hoàng gia thái lan và bộ ngoại giao thái lan cung cấp thông tin về vụ việc tạo điều kiện để đại sứ quán triển khai các biện pháp bảo hộ công dân hiện tại đại sứ quán việt nam tại thái lan đang liên tục trao đổi với các cơ quan chức năng thái lan nhằm kịp thời hướng dẫn gia đình các nạn nhân các thủ tục cần thiết khi được phép Thiếu tướng Witthawat Chin Kham, chỉ huy đội 5 của Cục Cảnh sát Bangkok cho biết, cảnh sát đang điều tra xem liệu chất xịa nuôi trong vụ 6 người Việt tử vong, bao gồm 2 người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ, tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Erawan, đã được nhập lậu vào Thái Lan hay là được mua tại địa phương. Ông cho hay, cảnh sát đang chờ kết quả của tất cả các cuộc khám nghiệm pháp y trước khi quyết định có triệu tập thêm ai để thẩm vấn hay không. Cảnh sát cũng xác định người thứ bảy trong vụ việc là em gái của một trong sáu nạn nhân. Tuy nhiên, người này đã về Việt Nam hôm 10 tháng 7 và được cho là không liên quan tới vụ án. Trong khi đó, hôm 18 tháng 7, ông Chan Chai Sitipun, giám đốc bệnh viện Chula -long thông báo quá trình khám nghiệm tử thi của sáu nạn nhân đã hoàn tất. Cũng theo ông, nếu cảnh sát không cần điều tra thêm thông tin, người thân của sáu nạn nhân sẽ được nhận thi thể. Ông Kokiat Vongsaichasin, giám đốc trung tâm khám nghiệm pháp y tại khoa y của Đại học Chulalongkorn, trước đó cho biết, kiểm tra ban đầu mẫu máu của 6 nạn nhân đã phát hiện chất độc cyanide. Cảnh sát hiện cho rằng, bà Serinjong 56 tuổi, người gốc Việt, mang quốc tịch Mỹ và là một trong 6 người được tìm thấy, đã chết tại khách sạn Grand Hyatt Edawan ở Bangkok vào tối ngày 16 tháng 7, đã đầu độc những người còn lại và sau đó tự sát, động cơ gây án là do nợ nần. Vụ án có thể xuất phát từ vấn đề đặng nần không có khả năng nào khác, thủ phạm nằm trong số 6 người thiệt mạng vì họ là những người duy nhất bước vào phòng, không có ai khác. Thiếu tướng Theradet Thumsoothe, trưởng phòng điều tra của cục cảnh sát Bangkok cho hay, sau khi cảnh sát thẩm vấn con gái của một trong các nạn nhân cùng với các nhân chứng khác trong vụ án, nghi phạm Serin đã ra tay với các nạn nhân gồm Đặng Hùng Văn 55 tuổi, người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ, bốn công dân Việt Nam gồm có cặp vợ chồng Nguyễn Thị Phương Lan 47 tuổi và Phạm Hồng Thanh 49 tuổi cùng với Trần Đình Phú 37 tuổi và Nguyễn Thị Phương 46 tuổi. Trước đó, nghi phạm Trông đã mời 5 người còn lại đầu tư vào các dự án xây dựng. Trong số này, có cặp vợ chồng được cho là đã đầu tư số tiền tương đương 10 triệu bạc vào một dự án bệnh viện ở Nhật Bản. Khi dự án không có tiến triển, họ đã khởi kiện. 6 người dự định sẽ gặp nhau tại tòa trong 2 tuần nữa. Bà Trong mời 5 người đến đàm phán trước khi ra tòa. Ban đầu, họ dự định đến Nhật Bản, nhưng sau đó chuyển hướng gặp nhau ở Bangkok. Họ đến Bangkok vào những thời điểm khác nhau và ở trong các phòng khác nhau của khách sạn 5 sao Grand Hyatt Erdogan. Sau đó, 5 người đã trả phòng vào trưa ngày 15 tháng 7, nhưng bà Trông vẫn giữ phòng 502 và mời những người này quay lại để nói chuyện lần nữa. Lúc này, bà đã gọi đồ ăn và trà cho mọi người. Thi thể 6 người được nhân viên khách sạn phát hiện trong phòng 502 vào tối ngày 16 tháng 7. Cảnh sát đã tìm thấy dư lượng xe trong 6 tách trà đã qua sử dụng nằm trong phòng khách sạn. Theo các nguồn tin, cảnh sát Thái Lan đã liên hệ với giới chức thực thi pháp luật ở Mỹ để thu thập thêm thông tin về bà Trông, người đã được cấp quốc tịch Mỹ. Được biết, những người Việt khác ở San Francisco từng nộp đơn kiện bà Trông hơn 10 năm trước. Họ cáo buộc bà Trông lừa tiền khi nói có thể giúp họ được cấp quyền công dân Mỹ. Tuy nhiên, các công tố viên ở Mỹ đã quyết định hủy bỏ vụ kiện chống lại bà này. Từ vụ 6 người Việt chết trong khách sạn 5 sao ở thủ đô Bangkok, có thể nhìn ra một bài học về cách thức xử lý ngăn khủng hoảng làm ảnh hưởng đến du lịch của chính quyền Thái Lan. Khi bắt tay điều tra, chính phủ nước này đã nhấn mạnh ngay tới sự cần thiết phải làm sao để tránh ảnh hưởng tới du lịch bởi hơn lúc nào hết, xứ sở chùa vàng đang kỳ vọng rất nhiều vào ngành công nghiệp không khói. Phá án nhanh chóng minh bạch 16 giờ 30 phút chiều ngày 16 tháng 7, nhân viên khách sạn phát hiện 6 thi thể trong phòng 502 của khách sạn Grand Hyatt Ethekwini ở Bangkok khi đến kiểm tra vì đã quá giờ trả phòng. Nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường, chỉ trong vòng chưa đến 24 giờ, Thái Lan đã gần như là phá được vụ trọng án này. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã đích thân tới hiện trường để chỉ đạo và ra lệnh cho lực lượng chức năng khẩn trương điều tra. Thái Lan cũng đã hợp tác với chính quyền Việt Nam và Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI để phá án nhanh, cung cấp thông tin minh bạch kịp thời về quá trình điều tra. Vào thời điểm bắt đầu điều tra, chính phủ Thái Lan cho biết Thủ tướng Srettha Thavisin đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan khẩn trương hành động để tránh tác động đến du lịch, rõ ràng ngay từ đầu họ đã lo lắng vụ việc có thể ảnh hưởng tới sự phục hồi của ngành du lịch. Đến chiều ngày 17 tháng 7, cảnh sát Thái Lan xác định được nghi phạm là bà Serin Chong, người Việt có quốc tịch Mỹ, đã dùng thủ đoạn tầm xe nua vào trà để đầu độc 5 người Việt khác, do khoản nợ hơn 278.000 đô la Mỹ. Lực lượng chức năng cũng công bố thông tin chi tiết về 6 người này, trong đó có 4 công dân Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt, gồm cả thời gian nhập cảnh và số lần đã đến Thái Lan. Cảnh sát đã khám nghiệm tử thi, thu thập bằng chứng và thẩm vấn hơn 10 nhân chứng gồm người nhà của những người đã chết, kiểm tra tám kiện hành lý, phối hợp với các bên liên quan, vân vân. Cuộc điều tra nhanh chóng đã giúp giải đáp một loạt câu hỏi liên quan tới vụ thảm án mà ban đầu theo báo New York Times của Mỹ là một bí ẩn. nhờ vậy, Thái Lan chứng minh được vụ việc không liên quan đến nước họ, qua đó thành công trong việc ngăn một cuộc khủng hoảng tiềm năng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch. Trong tuyên bố hôm 17 tháng 7, Thủ tướng Srettha Thavisin đánh giá vụ việc trên là vấn đề cá nhân, không liên quan đến an ninh quốc gia và không gây ảnh hưởng đến ngành du lịch Thái Lan. Cải thiện hình ảnh, tăng niềm tin vào Thái Lan. Khách sạn 5 sao Grand Hyatt Erawan với hơn 350 phòng tọa lạc tại một khu du lịch nổi tiếng ở thủ đô Bangkok. Ban đầu, một số cơ quan truyền thông Thái Lan đưa tin vụ 6 người Việt chết là do một vụ nổ súng. Nếu đúng như vậy, đây có thể là bước lùi đối với ngành du lịch Thái Lan. Tuy nhiên, các du khách lo ngại về vấn đề an toàn có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn sau khi thủ tướng Srettha Thavisin khẳng định rằng vụ việc đó không liên quan đến an ninh quốc gia. Thái Lan đang nỗ lực cải thiện hình ảnh quốc gia sau các vụ phạm tội đáng lo ngại thời gian qua. Ngành du lịch nước này từng gặp cú sốc vào tháng 10 năm ngoái khi xảy ra vụ xả súng gây thương vong tại trung tâm thương mại Siam Paragon gần khách sạn Grand Hyatt Erawan vào ngày 3 tháng 10 năm 2023, khiến hai người nước ngoài thiệt mạng. Vụ việc này đã thúc đẩy chính phủ Thái Lan thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện niềm tin gồm cả tăng cường an ninh tại các điểm nổi tiếng. Du lịch đóng vai trò là động lực chính cho nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á và Thái Lan kỳ vọng sẽ đón hơn 35 triệu lượt khách nước ngoài trong năm nay sau khi đã đón 28 triệu khách năm ngoái với tổng chi tiêu khoảng 1.200 tỷ bạt tương đương 33,71 tỷ đô la Mỹ.